Một điều khác nữa đó Trước khi Thuận đóng lại cái video này đó Rất là nhiều người hỏi Thuận là làm sao à, Mà Thuận biết được là Bitcoin có thể thay đổi được vàng hay là không Thì Thuận đương nhiên là không thể nào biết được Thuận đâu có biết tương lai đâu các bạn Nhưng mà Thuận chỉ có thể là dùng à, những gì Thuận thấy được Và ra một cái lập luận mà thôi Thì rất là đơn giản Các bạn thấy là bây giờ đó Chúng ta đã thấy thế giới đó, nó giống như chia làm hai Nhất là chúng ta nói tới lứa tuổi Lứa tuổi mà lớn hơn đó Giống như là thời của ba mẹ của Thuận đó Thì vẫn thích vàng Và vẫn có cái định là là lưu trữ vàng, nhưng mà ngược lại đó, những người trẻ tuổi hơn như là Thuận và nhiều bạn đó thì lại thích uh, tiền điện tử hơn. Rất là đơn giản thôi tại sao? Thì các bạn đã thấy được là đối với lại những người lớn tuổi hơn nên thì họ khi mà lớn lên thì đâu có mạng xã hội, uh, đâu có internet đâu. Họ từ từ thì mới hòa nhập lại với cái thế giới internet và có mạng xã hội và ở trên mạng nhiều hơn. Nhưng mà những người mà sinh ra sau này giống như là trong vòng 25 năm qua đó thì khi các bạn vừa sinh ra là những người mà 25 tuổi đổ xuống đó là đã có internet rồi. Thực ra mà nói những người mà sinh ra trong vòng 10 năm qua đó thì đã có Bitcoin rồi thì họ chưa hề biết tới một cái thế giới mà không có tiền điện tử. Những cái lứa trẻ đó họ dùng nhiều thời gian trên mạng hơn là thời gian để mà giao tiếp ở ngoài đời nữa. Cho nên các bạn thấy được là họ đã quen với mạng xã hội Tất cả đều là thế giới điện tử hết Cho nên tiền điện tử đó đối với là cái thế giới trẻ nó rất bình thường mà thôi Các bạn thấy được đây là cái thống kê được chia sẻ là có thể lên tới 80% của cái lớp trẻ bây giờ đó là đã lưu trữ một phần Bitcoin rồi. Nhất là bây giờ các bạn thấy là Bitcoin có thể mua ở rất nhiều nơi, không chỉ riêng là trên sàn Bitcoin mà các bạn thấy là có thể mua trên sàn chứng khoán. Giống như là chúng ta nói tới những cái ứng dụng như là Robinhood, như là Weibo thì đều có thể mua được Bitcoin hiện bây giờ chứ không phải là chỉ riêng ở những cái ứng dụng mua crypto không đâu. Cho nên cái sự tiếp cận ngày càng dễ dàng hơn và đối với Thuận nơi thì các bạn cứ nghĩ đi bao nhiêu bạn bè cùng lứa tuổi với các bạn thì bây giờ đó, đang lưu trữ vàng như là một loại tài sản lâu dài Thuần thì thực ra không biết ai hết Nhưng mà các bạn có biết không Các bạn hãy comment ở bên dưới Thuần nghĩ là con số đó, đó Đối với Thuận trên thế giới Nó ngày lại càng ít đi Và theo thời gian ngày lại càng ít hơn nữa Và một ngày nào đó, đó Thì cái thế giới lớn tuổi hơn đó Thì họ cũng sẽ ra đi mà thôi Và các bạn thấy được là Sau đó thì tài sản sẽ thuộc về những người trẻ hơn Sau này họ lớn lên Như là Thuận và nhiều bạn đó Thì Thuận nghĩ là chúng ta cũng sẽ tiếp tục lưu trữ tài sản của mình thông qua một loại tài sản điện tử chứ không phải là vàng vật chất đó là suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi cho nên đó là lập luận đầu tư của thuận liên quan tới tại sao mà thuận có cái lòng tin lâu dài trong thị trường này mà thuận muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới cái video này và thuận hy vọng là các bạn có một cái ngày đầu tuần vui vẻ và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn